chào tất cả mọi người và anh em thợ máy. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái chức năng nữa ở trên chiếc máy Smart Tool 2 này, phiên bản đặc biệt. Thì ở những video trước thì mình đã chia sẻ với mọi người là cách kết nối Smart Tool 2 này với các hãng xe Honda, Yamaha và Piaggio rồi. Thì hôm nay mình có một chiếc đồng hồ của anh em thợ người ta đeo đến. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái chức năng Tour Audio, hay còn gọi là tour đồng hồ điện tử. Dòng xe đời mới bây giờ có trang bị hệ thống đồng hồ cùng màn hình LCD. Thì để mà tour được một chiếc đồng hồ thì anh em cần kết nối cái adapter đi kèm với máy như này nhé mọi người nhé. Thì ở trong cái túi này nó sẽ có một cái adapter, một cái dây cáp để kết nối hàng với cả mạch nhé mọi người nhé, và một cái USB để khi nào mà nó cập nhật thì anh em mình sử dụng USB này để cập nhật mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở túi này ra và chia sẻ mọi người cách làm. Và nếu mà tất cả mọi người và anh em thợ máy ai mà có nhu cầu muốn mua cái Smart Tool 2 này thì khi mua ở bên mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em được cái giá tốt nhất cho mọi người nhé, hoặc là mình sẽ tặng anh em một cái quyển tài liệu như này. Thì cái cuốn này thì mình cũng chia sẻ mọi người rồi, thì nó của công ty AutoShop họ mới xuất bản, hỗ trợ tất cả những anh em thợ máy sửa chữa mạch đồng hồ điện tử, cũng đèn chiếu sáng, đèn led cho mọi người nhé. Và thứ hai nữa, nếu mà anh em không lấy tài liệu thì mình có thể tặng kèm anh em một cái thiết bị dụng cụ là đo điện áp mình, hỗ trợ sửa chữa khi anh em gặp những cái ban mình nghi ngờ về điện mà mình không có thiết bị hoặc không có đồ để kiểm tra, thì anh em sẽ dùng cái thiết bị này để anh em kiểm tra loại trừ cho mọi người nhé. Thì khi mà anh em mua cái máy ấy, thì mình sẽ tặng anh em là một cái bộ này. Nếu mà anh em không lấy tài liệu thì mình sẽ tặng anh em kèm một cái bộ thiết bị đo điện áp đỉnh cộng một bút đo xung cho mọi người nhé. Thì đấy là tất cả những cái mà anh em khi anh em mua máy ở bên mình sẽ hỗ trợ anh em được cái giá tốt nhất, giá tốt nhất. Thứ hai là anh em lấy những cái mà mình hỗ trợ anh em về khuyến mại. Thì bây giờ mình sẽ quay vào máy và hướng dẫn anh em cách làm. Thì khi mua anh em mua một con máy như này mà nó hỗ trợ được đa chức năng thì thứ nhất là anh em về anh em sẽ phát huy được và hỗ trợ anh em được tối đa trong công việc hàng ngày. Ví dụ như khách hàng muốn tour đồng hồ, hoặc là anh em thợ trong khu vực bán xe, anh em có thể liên hệ với anh em khu vực thì để mình làm cho anh em khu vực cũng được. Hoặc là khi mà chiếc xe những dòng xe đời mới khóa sở mắc cây nó hỏng thì anh em cũng có thể là dùng chiếc máy này để làm chìa cho mọi người nhé, và lấy mát. Nhưng mà nó đa chức năng thì bây giờ nó cũng tiện hơn. Và cái máy này thì anh em biết rồi, mình đã thao tác, nó rất là dễ sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ kết nối và hướng dẫn anh em cách làm. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Việc đầu tiên là anh em cần lấy một cái adapter ở trong này ra. Thì ở chân này nó có một cái adapter để mình kết nối nhé. Và thứ hai nữa, nó có một cái cọng cáp như này để khi mà anh em muốn tua được thì anh em phải hàn. Rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác để cho anh em cùng tham khảo. Thì việc đầu tiên thì anh em cần phải cắm cái adapter này vào trong máy như này cho mình. Thì ở đây thì mình đã có một cái dây mình hàn sẵn rồi, thì mình làm để cho anh em nhìn cho nó nhanh. Thì bây giờ mình sẽ làm trực tiếp ở trên máy mà mình đã hàn rồi nhé mọi người nhé. Thì đây là một cái mạch đồng hồ, cái mạch đồng hồ của xe Fuel Leo mình đã hàn sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tua để cho tất cả mọi người và anh em tham khảo cho nhanh. Mình sẽ không hàn cái cọng dây này vào nữa. Thì mình chỉ giới thiệu cho anh em biết cách làm, thì sau anh em để cho anh em tham khảo cho mọi người nhé. Thì khi mà anh em hàn xong thì anh em cần phải cắm cái này và vào cái adapter như này cho mọi người nhé. Ở trên này nó sẽ có một cái hai cái rắc để cho mình kết nối tùy với từng đời xe. Tại vì mỗi một đời xe, một loại đồng hồ là nó IC nguồn, nó có chip bộ nhớ nó sẽ khác nhau mọi người nhé. Nên khi mọi người làm, mọi người nhớ phải chọn cắm đúng nhé mọi người nhé. Nếu trong trường hợp mọi người cắm sai là nó sẽ bị lỗi. Và sau khi mọi người kết nối adapter với cả máy xong thì mọi người cần phải cấp nguồn. Thì ở đây mình có một cái cáp, thì anh em cần phải cấp nguồn vào dưới cái máy này. Ok.
mọi người cấp nguồn xong, khả năng mình phải nhờ thợ nó quay tại vì hơi mờ. Và có một cái điều anh em cần phải lưu ý nữa cho mình này, khi mà anh em muốn kết nối được với sơ đồ audio, trong trường hợp mà mọi người không nhớ, trong mọi người không nhớ chân nhá, thì mọi người vào tải cho mình cái ứng dụng là Onmoto, thì bữa mình đã chia sẻ mọi người rồi. Thì anh em nhấn vào đây, khi anh em nhấn vào đây đấy thì nó sẽ hiện ra các mục để cho anh em mình tra cứu. Thì bây giờ mình sẽ gọi một thợ nó vào để nó quay cho mọi người xem, tại vì khi mình cầm như này mình đang quay là để điện thoại trước màn hình của mình nó hơi mờ một chút. Thì bây giờ mình sẽ nhờ anh em nó quay. Dạ. 1.224.000 em ơi. 1.224.000 à. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhờ thằng em mình nó quay thì mọi người nhìn dễ hơn nhá. Tại vì khi mình quay ở trên này thì sẽ nhìn nó bị lóa màn hình ở đây thì mọi người sẽ không nhìn được. Thì bây giờ mình sẽ quay vào máy và thiết bị. Ồ, như cái này Cái đi không quay lại mình bây giờ nữa thì không, cái này nó chuyển được mà, chuyển cam á, chuyển cam được mà, cái này nó chuyển được. Không sao không chuyển được. Rồi ok, khi mà anh em muốn kết nối được cái dây này của mình, cái cáp này vào cái mạch, thì khi mà anh em không nhớ được cái chân vị trí ở trên cái mạch đồng hồ thì bắt buộc anh em phải có một cái ứng dụng. Thì hiện tại cái ứng dụng thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì cái ứng dụng này hiện tại là công ty họ đang cho sử dụng miễn phí, thì anh em có thể vào đây tra cứu. Thì cái ứng dụng này là Onmoto nhá mọi người nhá. Khi mọi người ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra các mục để cho mọi người tham khảo. Và trong đây nó sẽ có là video hướng dẫn này, tài liệu này, tra cứu này. Thì anh em tra cứu cái gì thì anh em nhấn vào phần tra cứu này. Rồi khi anh em nhấn vào tra cứu thì nó sẽ hiển thị ra những các hãng xe. Thì ví dụ xe này của mình đồng hồ Fuel 2 là có Honda, thì mình sẽ nhấp vào Honda nhé mọi người nhé. Rồi khi mà Honda thì chiếc xe này Fuel 2 thì anh em mà cần phải tìm đúng đời thôi. Rồi tiêu chuẩn leo thì ở trên này nó sẽ hiện ra các mục là tra mó lỗi và màu dây, hai nữa là chân của con SCU và ECM. Thì ở đây mình tra cứu một audio thì anh em kết nối với Smart Tool, thì trong này nó sẽ hiển thị ra cho mình là những cái vị trí cần hàn. Thì ở đây thì cái mạch này mình đã hàn sẵn rồi nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình chỉ thao tác ở trên máy này để cho anh em tham khảo. Rồi khi mà anh em bấm vào đây rồi, em quay vào máy cho anh. Khi anh em kết nối với cả After, khi anh em kết nối After với cả máy rồi thì anh em ở trên này nó sẽ hiện ra các mục. Ví dụ như anh em ở đây là anh em Audio thì anh em ấn vào Enter, và trong mục này nó sẽ hiển thị ra các hãng xe hoặc là đọc ghi mã Ebrom, thì cái đấy mình cũng chưa cần quan tâm nhiều. Thì ở đây mình Honda thì mình sẽ chọn Honda nhé mọi người nhé. Rồi để mình kết nối đã. Ở trên này thì mình chỉ hàn 4 giây thôi, còn 2 giây còn lại thì mình sẽ dùng cái kim nhé mọi người nhé, để mình chọc nó vào. Mình sẽ không hàn tại vì có những cái mạch, những cái chân nó nhỏ, nhiều khi anh em hàn không khéo này thì nó sẽ bị bong mạch hoặc là bị chết điện trở nhé mọi người nhé. Thì đối với mình thì những cái vị trí nào mà nó dễ, nó khó thì mình sẽ dùng hai cái kim này để mình chọc nó vào. Rồi rất đơn giản thôi nhé mọi người nhá. Rồi khi anh em chọc được và hàn được chắc chắn rồi thì mọi người ấn vào chọn đời xe, chọn hãng xe. Rồi ở đây nó sẽ hiển thị ra một loạt hãng xe. Thì anh em cần phải tìm cho đúng đời xe. Ở đây của mình là xe Fuel. Rồi thì mình ấn chọn Enter. Cài đặt audio. Rồi con này của mình bây giờ đang là 6.9 thì anh em thợ họ yêu cầu mình tua xuống tầm khoảng 2 vạn, thì bây giờ mình sẽ tua xuống tầm khoảng 2.4-2.5 nhé mọi người nhé. Rồi khi mà giá trị đúng thì anh em cần chọn đúng cho mình Enter. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tua tầm khoảng 2.9 hoặc là 2.7-2.8 nữa được, tùy. 2.8900 đi, 99 cây để cho đẹp, 2.8990 cây nhé mọi người nhé. Rồi khi mọi người chọn xong thì mọi người Enter thôi. Và cái này, cái giá trị này thì anh em tùy đặt nhé, anh em đặt thích đặt số nào cũng được cho mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ấn Enter này, 2.8990 cây. Rồi ok.
Rồi khi mà anh em làm xong thì nó sẽ báo lập trình thành công xong, thì anh em cần phải thoát ra ngoài lại cho mình và anh em kiểm tra lại xem cái giá trị mình tua đã đúng chưa. Rồi giá trị hiện tại bây giờ là 28.990 cây nhé mọi người nhé. Như vậy là mình đã tua xong một cái đồng hồ rất là đơn giản. Thì đấy là những cái chức năng thì mình sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn khi mà gặp những cái xe mà nó gặp ban, hoặc là những cái mà xe mà cái máy này nó hỗ trợ, thì những chức năng đó thì mình sẽ làm những video để chia sẻ cho tất cả mọi người và anh em để anh em tham khảo. Và nếu mà anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em được những cái giá tốt nhất cho mọi người nhé. Rồi ok, mình xin kết thúc video đây và xin chào tất cả mọi người.